Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau, giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 62.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 60.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 41.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 42.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Bắc dao động trong khoảng 29.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 25.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền Đông dao động trong khoảng 25.000 đồng mỗi kg gà thịt, miền Tây dao động trong khoảng 25.000 đồng kg, giá vịt thịt Super Em, miền Đông dao động trong khoảng 37.000 đến 38.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt tiềm bao, miền Đông dao động trong khoảng 38.000 đến 39.000 đồng kg, giá gia cầm tại các địa phương cụ thể như sau Giá gà mía tại Nghệ An là 89.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 90.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 92.000 đồng kg. Giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 60.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg. Giá gà Tri tại Nghệ An là 71.000 đồng mỗi kg tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg, giá gà nòi tại Cần Thơ là 70.000 đồng kg, giá vịt tại Hồ Chí Minh là 37.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 37.000 đồng mỗi kg, tại Cần Thơ là 42.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 35.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 35.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 34.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 34.000 đồng kg thị trường giá trứng gà hôm nay lại thêm một ngày yên ắng, không có biến động mới nào được ghi nhận. Giá trứng gà trắng loanh quanh trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg. Trứng gà đỏ vẫn thấp hơn, giữ giá bán từ 1.700 đến 2.000 đồng kg. Một số giống ngỗng thịt ở nước ta, ngỗng cỏ, còn được gọi là ngỗng sen, đã được nuôi rất lâu đời ở nước ta. Tổ tiên của chúng là giống ngỗng trời, cư trú ở vùng Siberia và miền Bắc Trung Quốc. Ngỗng cỏ được nuôi nhiều ở vùng đồng bằng và trung du bắc bộ. Ngỗng cỏ có hai loại hình chính là xám và trắng. Ngỗng xám có số lượng nhiều và tầm vóc to lớn hơn ngỗng trắng. Ngoài ra có ngỗng loan xám, trắng do sự pha tạp giữa hai loại trên. Ngỗng lai, ngỗng lai là sản phẩm phổ thông của loài ngỗng, được nhiều hộ đầu tư chăn nuôi. Các nhà hàng nhỏ và vừa thường chọn nhập thịt dòng sản phẩm ngỗng lai để làm thực đơn. Sản lượng ngỗng lai thành phẩm hiện nay vẫn còn khan hiếm chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ hiện nay của thị trường. Ngỗng lai khi trưởng thành có trọng lượng khoảng 4 đến 4,5 kg mỗi con, thời gian nuôi khoảng 4 tháng là có thể xuất chuồng ngỗng sư tử, có nguồn gốc từ Trung Quốc, được đưa vào nước ta từ rất lâu và đến nay nó gần như một giống nội, nhưng cho sản lượng thịt cao hơn hẳn ngỗng cỏ. Tuy vậy, ngỗng sư tử ở Việt Nam đã bị pha tạp nhiều, chúng thích hợp với phương thức chăn thả trên đồng bãi như ngỗng cỏ, ngỗng lan là giống ngỗng nhà có nguồn gốc từ vùng lan của nước Đức, hiện nay được nuôi rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới do có nhiều ưu điểm. Ngỗng lan có đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống chuyên thịt, thân nở đầu to mỏ ngắn và khỏe, có màu vàng da cam, mắt có màu xanh, mí mắt viền vàng sẫm, đầu không có màu như một số khác, cổ to hơn, hơi ngắn.